của tác giả Fujiko Fujio. Ra mắt vào năm 1969, Doraemon nhanh chóng trở thành cơn sốt và nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn rất nhiều nước trên thế giới. Đến nay, sau hơn 50 năm ra đời, Doraemon vẫn khiến người ta phải xem đi xem lại từ những bộ truyện ngắn đến những tập truyện dài và cả loạt phim hoạt hình nữa. Tuy nhiên, sẽ có nhiều bất ngờ khi biết thực ra Doraemon vẫn còn một tập phim bí ẩn liên quan đến sự ra đi của tác giả Fujiko Fujio mà đến nay nó đã biến mất không còn dấu vết. Sẽ có nhiều người cảm thấy vô lý khi cho rằng Doraemon là tác phẩm truyện tranh thiếu nhi nên sẽ khó có những phiên bản kinh dị hay những câu chuyện bí ẩn xoay quanh nó. Thế nhưng những lời đồn đoán về Doraemon vẫn thường xuyên được cư dân mạng truyền tai nhau và một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất chính là giả thuyết về đoạn kết của Doraemon. Theo giả thuyết này thì thực chất chẳng có chú mèo máy Doraemon nào cả. Tất cả mọi câu chuyện phiêu lưu, những bảo bối thần kỳ chỉ là từ giấc mơ của Nobita mà thôi, do cậu bị bệnh nặng và không có lấy một người bạn ở bên. Nhiều lời đồn đoán cho rằng có thời điểm nhà xuất bản thực sự định đưa ra cái kết này, song mọi thứ phải hủy bỏ vì vấp phải quá nhiều sự phản đối của fan. Không riêng gì lời đồn về cái kết, Doraemon được nhiều người cho là từng có một tập phim ngắn được trình chiếu vào thời điểm tác giả Fujiko Fujio qua đời. Tuy nhiên, tập phim ngắn này sau đó đã bị xóa mất và đến nay chẳng ai có thể tìm thấy nó cả trên mạng Internet cũng như tập anime này chưa từng tồn tại. Được biết, tác giả Fujiko Fujio qua đời vào năm 1996 do bị bệnh gan và bệnh tim. Ông chút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng khi đang sáng tác sang dở tập truyện Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố Zekot. Sự ra đi của tác giả Fujiko Fujio đã để lại niềm tiếc thương rất lớn trong lòng người hâm mộ. Vậy nên, theo như nhiều người kể lại, một tập phim ngắn có tên Không thể không ra đi đã được phát sóng như lời tạm biệt của tác giả gửi đến mọi người. Điều khiến người hâm mộ phải thắc mắc đó là bởi vì chỉ được phát sóng một lần duy nhất rồi sau đó không có ai xem lại được nữa. Tìm hiểu kỹ hơn về tập phim Không thể không ra đi, cư dân mạng kể nhau rằng trong phim có phân cảnh Nobita bước vào căn phòng của mình. Cậu đứng tại chỗ rồi quay vòng vòng liên tục khiến hành động trở nên vô cùng kỳ dị. Sau khi kết thúc hành động của mình, Nobita bỗng tự nhủ, bây giờ mình phải đi rồi. Và cứ thế khung cảnh bắt đầu chìm sâu vào bóng tối. Ngoài ra, trong một đoạn phim khác cũng là phân cảnh kết của bộ hoạt hình này, khi Nobita một mình bước đi trên đường thì Doraemon chạy theo hỏi, Nobita, cậu muốn đi đâu vậy? Nobita đáp lại, tớ phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa. Rồi lúc này Nobita bỗng nhiên trở thành tác giả Fujiko Fujio. Doraemon lúc này nói thêm, thật sự rất cảm ơn người, Fujiko Fujio. Tác giả lúc này liền nói không có gì. Điều khiến nhiều người sợ hãi hơn đó là ngay sau khi tập phim phát sóng thì thông tin tác giả Fujiko Fujio qua đời được lan truyền. Là câu chuyện được kể lại bởi những người may mắn có cơ hội xem tập phim Không thể không ra đi, song vẫn còn rất nhiều lời đồn đoán xung quanh tập phim ngắn bị biến mất không dấu vết của Doraemon. Có người cho rằng tập phim như một lời dự báo cho sự ra đi mãi mãi của Fujiko Fujio. Cũng có kẻ lại tò mò hơn về lý do biến mất không dấu vết của tập anime đặc biệt. Đến nay, những câu chuyện của tập anime bí ẩn này vẫn được lan truyền rất nhiều trên mạng. Cụ thể, bạn sẽ nhìn thấy nó trong danh sách những câu chuyện kinh dị truyền miệng, tức là Creepypasta, và những truyền thuyết thành thị Urban Legend xung quanh Doraemon. Mặc dù tập phim được kể lại là không quá đáng sợ, song nó vẫn khiến người ta rợn tóc gáy vì liên quan đến sự ra đi của tác giả bộ truyện. Thực tế,